Tăng Hoàng, có chuyện gì mà chàng ú ê buồn bã vào cung đình hầu Dương phủ và mẫu hậu? Chuyện ra sao? Hay là mẹ cha không kết hợp tơ đào, lỡ duyên phận nên chàng úa xào thê thảm? Không đâu, chẳng những cha mẹ chấp thuận tình đôi lứa mà còn phong cho nàng nhất phẩm Dương phi. Ý mẹ ơi, không đổi ơn trời Phật. Khoan, đừng mừng vội. Nhưng nhất nhị hoàng huynh và tẩu tẩu quỳ tâu quyết phản đối gái quê mùa vào cung cát, còn đòi thí công hạnh đảm đang tuyệt tác, nấu khô lân chả phụng nem rồng. Trời ơi, phụ vương và mẫu hậu đã thuận lời tâu, ta chết điếng trong lòng. Út ơi, cái nồi cầm không nổi, làm sao mà nấu bếp? Trời ơi, như vậy là chết thiếp rồi. Buồn lòng người quá hát gây ta tâm, qua bao tháng năm cam đành khổ thân ông. Thân bé thêm xấu đâu làm sao cho tròn, ôi túi buồn duyên số nơi lầu son. Dương phi nàng ơi, phần bèo đành rồi, ta yêu nàng quý không hề phai. Hay là nên chôn đời sâu xa nơi bần hàng. Út ơi, tai thoáng nghe qua thân phận hồng nhan, trời nở gieo chi bao nỗi niềm cay đắng. Trăng sáng đêm nay đôi mình tâm sự, khiến cho lòng ta trĩu nặng tâm chân tình. Phải chăng duyên nợ ba xin ước nguyện chúng thiên đình? Thiếp tưởng tượng mình là kim đồng ngọc nữ, bởi phạm tội tại trời nghiệp dữ phải đành mang. Thì cam chịu thương buồn cho dứt nợ trái quan, khuyên nàng chớ bi than giữ thân vàng an hào. Sư mạng chẳng làm xong thà chết chung cho trọn đạo, đôi hồn sẽ bên nhau trao mộng ước ban đầu. Chàng ơi sao xuyến tình mơ, nàng ơi ta hứa không phai. Ôi khắc ghi ân trong tâm, sao vẫn luôn lo sợ? Người thương em lo lắng điều chi, ngàn năm tuyết chi rằng gươm đao kề không thể rời xa. Nghe lời ước hẹn trúc mai, dù bao cái đắng thiếp vẫn sống bên chàng. Trăng khuya soi rọi mơ màng, theo ta vào nghỉ hỡi nàng út thương. Chàng nên dỗ giấc đêm trường, thiếp cần yên tĩnh tìm phương giải nàng. Trời đất ơi, giải cái gì mà giải? Thân thể của nàng vừa vào đến bếp ấy, thì lửa đã táp rồi, làm sao nấu nướng mà giải không biết nữa. Thôi đi, nãy giờ cứ treo xấu thiếp hoài à, thiếp không chịu đâu. Thôi thôi, cho ta xin lỗi, cho ta xin lỗi đó. Nè, biểu coi, lại bước lên tay ta, cho ta ngắm chút rồi ta đi nghỉ được không? Dạ được. Thấy thương quá à. Nè, ở ngoài này đi đứng cẩn thận, chớ cứ bước ra khỏi phòng người ta không thấy, người ta đạp lên cái là chết đó nghe không? Xin vâng ạ. À,
lại bà hãy thương thân đoa đài an bài vì lỗi không tin. Nếu không đời con dương phiền ngàn năm ôm lấy trung truyền cứu con khỏi nguy. Khói hương đầu hòa lên hoàng cung thượng giới vì thế nàng út hãy cùng ta vào thọ tội với phụ vương và mẫu hậu. Tam hoàng ơi, chẳng những chúng ta không mắc tội mà còn có được một mâm cơm chả phụng nem sần, tiếp khổ đau cầu cứu giữa hư không, nên tiên nữ xót thương cho ngọc kim kê giải nàng. Thật vậy hả nàng? Đó, ngọc kim kê đang người lên ánh sáng, chàng hãy vào giữa sân rồng cầu nguyện gói tiền rồi đắp ngọc tốt nấu cơm nguyện liền. Trình tu dương phủ mẫu đường tại ương thoát nạn mười phương chân lòng. Thật vui mừng tuôn chảy lệ hồng, cảm thương nàng số phận lòng đồng, yêu chồng gian khổ đắng cay chung đồng. Mặt ai sâu hiểm không tình nhân nghĩa, riêng chúng mình vẫn giữ hạnh nhai. Chàng hãy vào bể kim kim dai, tả từ người đẹp tí teo ta đi liền. Hôm nay là ngày thi công dung ngôn hạnh, các con đã sẵn sàng vào cuộc rồi chưa? Tâu phụ vương mẫu hậu đã xong rồi. Còn Tam hoàng sao con buồn bã vậy? Bẩm mẫu hậu, con cũng đã lo xong, để hai anh và chị con thi trước. Dạ, con lớn nhất xin dâng mâm cơm cho phụ vương và mẫu hậu ngự tường. Được, đưa đến đây ngay. Hoàng hậu hãy cùng ta thưởng thức. Hậu, hậu thấy thế nào? Tâu bệ hạ mặn quá. Dương phi, sao phụ vương và mẫu hậu lắc đầu nhăn mặt kìa? Thiếp nấu ăn ngon lắm mà, sao kỳ lạ vậy? Dương phi, công dung ngôn hạnh của con là như thế hay sao? Mẹ không thể hiểu, nữ công con quá dụng, cho phép hai con dùng thử. Dạ, con xin vô lễ. À, trời ơi, sao mặn quá vậy nè? Trời ơi, ai hại thiếp với chị? Tâu phụ vương và mẫu hậu đến lượt hai con. Ta cho phép. Dương phi. Dạ. Dương phi à, phụ hoàng và mẫu hậu cười kìa. Thiếp biết là thức ăn ngon lắm mà. Hoàng hậu hãy phán lời thay chậm. Các con ơi, mẹ không biết nói làm sao, chả phụng với nem rồng mà ngọt ngào quá không thể nào dùng nổi. Dương phi. Trời ơi, phi nấu cơm chứ đâu phải nấu chè. Thiếp đủ đầy nữ hạnh công dung, phải có cả cáo chát mới xảy ra như thế. Còn Tam hoàng đã đến lượt con. Dạ, xin tuân lệnh, con sẽ đưa cơm vào trình phụ vương và mẫu hậu. Bệ hạ ơi, ngon quá,
nhị hoàng tử và Dương Phi. Dạ. Đây là phần của Tam Dương Phi, ta cho phép các con cùng ngự lãm rồi nghe ta phán quyết. Xin vâng. Như thế quá rõ ràng, gái nhà quê mà nữ hạnh đoan trang. Tiền phẩm chất Dương Phi nhất phẩm. Dạ quang, xin quang phong chức chờ con quỳ tâu trên quảng dương. Nữ công bao gồm cho vẹn nơi tiểu cương. Giờ mai áo chưa lọc mà em quả nào cũng công. Con sống xứng ngôi trường triều, con nào đâu dám không. Cầu xin người giùm thương. Hoàng huynh ơi, vợ em đâu mà ngôi nhất phẩm Dương Phi, hai anh hãy quên đi chớ so bì tước gì. Cuộc Dương Hoàng mẫu hãy thương con, chớ nhận lời anh chị và bãi thi giữa chốn cung rồng. Đừng sao thịt nồi da mà thảm cảnh đau lòng. Con phụ dương rất thông hiểu lòng con nhân hậu, đức độ này soi thấu cả hoàng gia. Nhưng là mẹ cha phải đại lượng công bình, con cần phải rõ tình hiểu ý. Riêng vợ con dù là hàng thôn nữ nhưng đoan trang thùy mỹ, nếu dạ thẳng ngay miệng trí sẽ thành công. Các con ơi, chuyện giữ thi là hoàng tộc tâm đồng, chứ không phải thù nghịch mà để lòng xấu hiểm nghe con. Chúng con xin vâng lời mẫu hậu. Hãy nghe ta phán, 3 hôm nữa nơi nổi cung ta chờ đợi. Các con vào dân áo lông bào, bằng công tâm đẹp xấu ra sao, chừng đó trẫm sẽ phán quyết ngôi Dương Phi nhất phẩm. Tuân lệnh phụ hoàng. Hoàng tử và Dương Phi, chẳng hay mời tôi đến đây có hữu sự gì? Vừa qua nơi triều ca chúng tôi hoàn toàn thất bại, mâm cơm ngon giờ chốt lại khác thường. Chuyện nữ công nhờ trợ giúp của công nương, nhưng sao vào điện chánh là thua phường hạ tiễn mới là tích đó chứ. Sao lạ kìa. À, theo tôi nghĩ chắc Tam Hoàng đã có người giúp sức, chứ có lý nào công chúa Ngọc Lan lại thua trí kẻ bần chân. Tôi ước lòng mới tâu với thánh quân, thì mai áo lông bào nè, không phải đo mà mặc vào vừa đẹp. Nếu lần thứ hai thất bại thì nhục nhã này biết rửa mấy sông. Bẩm công nương, công nương có cách nào giúp chúng tôi được không? Chúng ta cần hợp sức cho nàng tròn ước nguyện. Chỉ còn có một cách, tôi phải trở về sở quốc cùng Tạ Hầu Đôn tướng soái luyện mã binh, giống trống phất cờ, gió ngựa cuồng chinh, sang hỏi tội Tam Hoàng Minh Quốc. Nếu như thế thì càng quá đột biến. Xin chúng tôi tận số sẽ ra sao? Các người đừng lo, hãy theo kế của tôi. Tôi có nghe nói nàng út người nhỏ bé, nếu lần thi áo này thất bại, nhất nhị Dương Phi hãy yêu cầu thi sắc đẹp. Riêng nhất nhị hoàng dựng lên vua Minh, thợ khiêu chiến của sở bang, đó là hai mặt ta tấn công. Một thì sắc đẹp thì vợ Tam Hoàng sẽ thất bại. Hai, binh sở quốc phủ dây thì hai ông tâu vua Minh hãy để Tam Hoàng ra chiến trận đối đầu.
gì chê các công nương mà chọn gái quê mùa. Chừng đó nơi Trường Sa, tôi và Tam Hoàng sẽ đối diện. Chàng là người thảo gái dạng hiếu trọn trung, muốn dân sinh khỏi cảnh không cùng thì chàng sẽ xa nàng thôn nữ mà sánh duyên với Ngọc Lan Sở Quốc. Hay lắm, hay lắm. Thật là diệu kế. Xin chúc công nương hoàn thành tơ dương chuyện bén lượng nửa nước sở trao người. Thôi tấm lòng chúng thủy có một không hai mà Tam Hoàng để tính sai. Em chắc chắn sẽ nhìn thấy con nhà quê hèn mạt sẽ phải chịu đau buồn. Để đền cái tội đèo bồng dôi cào cho nó té nặng mới đau. Hộ công nương đại trang xinh đẹp, tài sắc trái cua ai há lại thất bại sao. Thôi Tam giả từ em sẽ gặp nhau, tôi trở về giấy đồng binh đau. Vàng thảo không lẫn lộn cho sắc cầm tương hội, tờ cam kết xin ghi nửa giang sang trao trọn nếu hoàn thành kế mong. Chúng tôi trao cho đó Tam Hoàng, riêng con thôn nữ sẽ lễ tràng khóc phần. Nàng Út kìa, có chuyện gì thổn thức kinh hoàng đang yên giấc, tại sao nàng sợ hãi? Chàng ơi, kiếp nằm mơ thấy nhị huynh cùng nhị tẩu bài mưu sâu tâu trên phủ mẫu. Thế nào? Cho hoa tàn phai chuông thâm cung, chàng ơi xin nói cho em thường đó điềm chi. Bởi hai anh chị mình chẳng thương, còn bày ra lắm điều áo lòng bào không đó phải mài thêm gấm đào hồng cần dừa quang nương. Rối lắm sâu nào đâu dám nói ra, ôi sao ai ác tâm nở gieo trái ngang thân hồng để cho đôi ta trang lời vinh sang không mong. Úng ơi nói sao bây giờ, vì do căn số áo vua mai liền trình tâu, nếu không từng khổ mình lòng em rối như tơ, biết ai cứ qua tai nạn buồn phần tiên cảnh tạo nghiệp duyên nên đành phải trứng chuyên để đền tôi lỗi. Nhưng lòng nhân hậu thủy chung thay lời sám hối, ta sẽ giúp cho ai gỡ rối tơ sầu. Xin cảm đội ơn trên đã chứng và nguyện cầu, Tam Hoàng ơi ngọc kim kê biến thành mắm đã vẹn lòng thương. Phủ phục cúi đầu đã tạ tiên đồng, cầu khẩn giúp chúng tôi can thường đừng chia biệt. Nạn khổ sẽ vượt qua đền bù lòng tha thiết, hạnh phúc lần vàng son bất diệt đến hai người. Ngọc Như Ý sẽ thay áo long bào và mãn phụng, kim thoa giữ bên mình chờ biến đổi đời tiên. Sử dụng diệt quân thù cho dân quốc bình yên, lo thần nước ngọc đổi lớp tiên cho nàng. Đa tạ tiên đồng. Nhớ Ngọc Như Ý đặt ra
sẽ có hai áo lông bào và mãng phụng. Còn Kim Thoa biến thành đờn tiên chờ đợi diễn thuộc. Đây là lọ nước thần, khi nào thi sắc đẹp hãy đem ra sử dụng. Ta nhắc hai người nhớ lấy tình thương xóa bỏ hận thù, nếu hiềm chuyện cũ trọn đời dương hòa. Ta sẽ giúp hai người mọi chuyện thành công, xin từ biệt cảm đổi tiên đồng. Sao? Trời ơi, rõ ràng có mà. Mai xong chàng thấy rồi, chàng còn khen tuyệt hảo mà. Nhĩ hoàng và Dương Phi dân áo. Sao kỳ vậy nè? Rõ ràng ta thấy có tay mà. Thì thế ta Tam hoàng dân áo xin tuân lệnh. Phụng rất đẹp xinh, minh cào ta chưa ai thiêu kích được. Vợ Tam hoàng đáng được phong quyền tước, hai dâu ta còn muốn tấu trình chi? Muôn tàu Tam Dương Phi quả xứng đáng giữa triều nghi, nếu dung nhan đó phương phi diễm lệ. Dạ, thi sắc đẹp phơi bày nơi chính bệ, tất cả hoàn toàn con bái phục nhường ngay. Tất cả hãy giết tôi đi chứ đừng bày vẽ chuyện lá lai. Trời ơi, thi sắc đẹp
Trời ơi, thôi, thôi đừng đày đọa tôi nữa. Tam hoàng con, đã đến lúc vợ con cần lộ diện. Kìa, có chuyện gì khiến tẻ buồn lo? Phẫn cơ hàng đều được thứ tha cho. Dưỡng phi nhất phẩm phải để mọi người nhìn ngó chứ con. Nhìn ngó? Trời ơi, chưa hết đâu. Tâu phủ dương cùng mẫu hậu, con mới nhận được tin từ biên ải, Sở hoàng dương mới hạ chiến thư, kẻo muôn binh giống trống phất cờ, sang minh quốc giao tranh gây hấn. Đưa ta xem. Trời ơi, nguy rồi. Công đường gì sở bàn gì cùng quân binh tướng đông hùng cường, đến minh quốc gây chiến trình mong uy báo tàn đi vào tam hoàng. Công công kể dứt tình con, cam nước mất nhà tan, đánh nó tâm sao để nguy tam hoàng. Con biết trước gì em nỡ chê chữ hầu nên khó thân. Hàng ơi giờ biết sao, lo phương gì minh quốc không nguy nan. Đau lòng thay chua xót quá trời ơi, toàn dân khổ đau vì tôi biết sao thà cam nát thân đền ơn. Bởi em nỡ chê khen chuyện cho chưa quốc đang tiến công triều đình. Tam hoàng xa chốn biên cương, không ta không thể để tam hoàng lướt dẫm đến biên cương khi chưa từng cởi ngựa cầm thương xa trường hò hét giặc. Cùng chung quyết thống mẹ cha, sao người bài kế ngặt chặt đức nghĩa anh em không quằn thắt nghi thâm. Vì yêu nước thương dân hay vì chung mà đình cung mà đành, ta còn hiển diện ở nơi đây mà nồi da sáo thịt cốt trục xe tương tàn vì ích kỷ tham lam. Giặc tiến đến xa trường thì đã có võ quan hưởng lộc chúa giang sang tới chu toàn cho cương thổ. Sau tiếng cử em mình làm bia tuôn mau đổ, thẹn mặt với núi sông và tuổi hố phận làm người. Tâu phụ dương xin hãy dằn cơn thịnh nộ, vì sở quốc đòi tam hoàng chứ nào phải vô cô. Nghĩa đệ huynh cũng thương cảm héo ho, biết đâu thấy em con sở ban lui quân chiến. Lui quân chiến, lui quân chiến hay là minh triều dương tay biên. Khi tại tam hoàng công tương kiến giao loan, làm dở gian cho công chúa chư hầu. Có tam hoàng chấm dứt binh đạo hay minh quốc phủ tam sầu. Trời ơi, một cội sanh lá rụng qua rơi, hai con có sướng vui vì mỗi kẻ mỗi nơi. Bài chuyện tính toán chi mà buông lời tiếng cử, huynh đệ chẳng thương nhau còn thua loại thu dữ. Là học cách dặn trường sao quên chữ thâm tình. Lời mẫu hậu là khuôn vàng thước ngọc, khắc sâu vào tim óc kẻ lầm sai. Chúng con thề hết dạ thảo ngay, chuyện chinh chiến phận hồng không dám tuyên. Tâu phụ dương mẫu hậu, con rất cảm đội ơn sâu trời biển của cha mẹ già đã rõ thấu nghĩa tình con. Nhị huynh vì vận mạng của nước non, cũng tại trẻ không lo tròn bề hôn phôi. Để minh quốc dương vào dòng rắc rối, khi sở hoàng vội vã tiến quân xa.
độc mà đến biên quan. Đức tài nhân hậu gian sang hiền lành, ta không thể cho con hy sinh liều sanh mạng. Đừng để tre tàn đổ lệ khóc măng non. Nếu không chấp nhận lời con, thà là quý mạng nước non đền tròn. Ta hoàng, nếu con chí quyết, phụ vương cũng nén lòng. Ta cấp cho con 10 vạn binh rồng. Phụ vương, đừng làm thể hao công quân sĩ. Con văn biển đấu khiển tương điều binh, vợ chồng con sẽ thuyết phục nghĩa tình. Biết đâu trời thương xót chiến chinh chấm dứt. Tam hoàng con, ta cầu chúc cho con yên lành chốn biên cương. Ôi xót thương đời con trẻ, bao đắng cay dương giàu. Nhìn đời con cha nát tan gàn bào, thương trẻ thơ hết và thanh tình trung quân. Chúc anh chúc chúc em may mắn chiến công triều minh. Dân sinh yên lành, ước mơ công thành, về vui thăm tình nhau. Trẻ thơ giá từ biên cương, lứa sông trường. Lại chọn phường hạ tiện kết tình chồng vợ, mối nhục ấy ta xem như là căn nợ, nên ta kéo bên sang để đòi lại chuyện trả dây. Có tài cao phải xuất trận ngay, bằng bất lực nơi này phải nạt mạng. Xin lỗi, ngài tước phạm gì nơi sợ quốc? Ta hô độ nguyên soái sở bàn. Tôi từng nghe danh Tạ Hầu Đôn tướng soái, tài lễ lừng có 102, riêng sở bang và Minh Quốc xưa nay không quán thù. Thì sao lại tiếng nghi quân chiến tranh làm chi để cho ngàn dân dương đau buồn bị thân? Ta rất cảm kích lời thay, lưng Nga cùng quân ơn chúa thì lành. Ta thấy vì đất nước non sông quyết đem về sở quốc chiến công. Không nên nói thêm bao câu nghĩa ân thêm tức cho người dòng ân. Mẹ chị gái quê đem tâm trắng chê công chúa chữ hầu xưa kia, mối nhục chẳng hề phai. Ta xa tâm từ nay, ta hoàng tử hãy mau mau quy hàng ngày. Lời tôi cầu khuyên vài câu, không nên sợ quốc thương tình, mau rút quân quay về để an toàn dân. Kìa, ta nghe văng vẳng tiếng người con gái, có phải chăng là hôn phối của Tam Hoàng? Lời dịu dàng mong thuyết phục sở bang. Nếu muốn tránh đổ máu, ta sẽ đưa ra hai điều kiện. Điều thứ nhất, phải khuất phục được Tả Hầu Đôn nguyên soái. Điều thứ hai, Ngọc Lan này
sẽ sắp bài thế trận giữa môn binh. Nếu muốn cho hai nước yên bình thì hãy phá trận, tôi cam lòng chiến bại. Tôi xin thỉnh ý lời công chúa, nếu hai điều kiện nàng giao tôi hoàn thành, mong đó hãy giữ lời. Đại trưởng phu đã quyết thì chẳng đổi lời. Đá tạ, tôi muốn thư chuyện cùng tả hầu Đôn Nguyên soái. Ta đây, nàng muốn nói chuyện gì? Thiếp có nghe danh tả hầu Đôn Nguyên soái, chẳng những cao tài lại thêm ăn khỏe lạ thường, không ai bì kịp. Đã nghe danh ta rồi, nàng định lẽ nào? Tôi chỉ có một nồi cơm bé nhỏ mà thôi, nếu tạ nguyên soái ăn hết không còn, chúng tôi sẽ hạ mình làm tiểu quốc và giao tam hoàng cho công chúa Sở Ban. Đất nước của ngài là đại quốc giang sơn. Hãy mang cơm ra liền, ta sẽ cho biết đây, Sở Quốc sẽ là đại quốc hôm nay. Gặp tạ hầu Đôn, đó sẽ chạy ra dài. Quân sĩ, hãy mang nồi cơm đến Nguyên Nhung. Nồi cơm bé nhỏ thế này. Công nương ơi, đúng là múa rìu quá mắc thở. Mời nguyên soái dùng cơm. Được, để nó cho ta. Công nương yên tâm, tôi cũng sẽ hết thôi, để tôi ăn. Nguyên soái, ngài thấy thế nào? Ngon quá. Quá có tài yêu, mau công nương mau sắp bài thế trận. Quân sĩ lập trận, tan hòa, chàng hãy lấy kim thoa phá trận. Cho tôi tường bao trắng đen tấu
không yên. Nhất nhị hoàng tử cùng hai vương phi lòng ích kỷ, đây là tờ cam đoan tôi chia nửa sang hà. Với điều kiện phải hại đời nàng Út, vì họ bảo rằng là yếu nữ loạn hoàng. Thật không ngờ hai anh chị lại có lòng xấu hiểm. Đa tạ công nương đã cho tôi tường rõ dạ mưa gian. Chuyện này còn chờ lĩnh phủ hoàng. Phiền công chúa hãy cứ tỉnh tạ Nguyên Nhung và tướng sĩ. Công nương, thắng bại thế nào? Tạ Hồ Đôn, Tam Hoàng và Dương Phi phép tài cao cả, lại có lòng rộng lượng thả chúng ta. Sao? Nếu thế thì Minh Bang Đại Quốc sang Hà, chúng tôi sẽ giao hòa làm tiểu quốc. Không thể lừa dối nhau, ân đức truyền khắp nơi, dân quốc đều nhớ ơn. Tôi ra về cánh vai. Chờ ta từ mong tái lại, lần mang qua tình ngày mai. Tâu phụ vương, trình mẫu hậu nhờ đức ân ca khúc khải hoàng, trẻ kính dân hàng thơ sở quốc. Đưa ta xem. Hậu. Dạ. Hả? Tam hoàng con. Dạ. Con chưa từng am tường võ nghệ, do cớ nào đắc thắng dễ dàng? Muôn tâu, trẻ bất tài đậu khuất phục được sở ban, mà chiến công đó là do nàng Út. Nàng Út là ai? Dạ, là nàng thôn nữ đã cùng con gái Nghĩa. Hôm nay nàng sẽ bái kiến mẹ cha. Được. Tổng binh khanh. Dạ. Hãy tuyên chỉ của hoàng gia, mời các vương phi thi sắc đẹp. Tâu dân. Nhất nhị vương phi ra bái mạng đức vua và hoàng hậu. Dạ, hai con kính bái phụ vương và mẫu hậu. Ta miễn lễ. Nhất nhị dâu nhan sắc tuyệt trần, còn tam hoàng nên đưa nàng Út vào tế kiến. Tâu dân. Út ơi, Út ơi, hai chị mình quá đẹp, ta biết phải làm sao. Phụ vương và mẫu hậu bảo nàng vào, ta rối trí biết cách nào đây nàng Út. Rồi sao? Tiên nương đôi lời dặn bảo, lỗ nước thần này hãy tưới xuống người em, thì chàng sẽ thấy rõ ràng chuyện là. À, suýt chút nữa ta quên. Vậy ta buông tay áo, nàng hãy bước ra, ta sẽ dùng nước thần thay đổi. Từ từ, coi chừng té em. Út ơi, nước thần ta tưới cho nàng, nếu không cởi lớp cả hai cùng chung chết. Út ơi. Út. Cô kia cớ sao vào vậy?
Út thôn nghèo từ lâu kéo xe châu trần. Ôi vừa tâm qua nhan sắc mỹ miều như dáng tiên thường thiên, tiểu kiều xinh xắn trang đài lòng ta mừng vui có cô dâu hiền. Hôm nay nàng Út vợ Tam Hoàng đã hiện diện giữa triều ca. Khánh tế, hãy cho ta biết kết quả của cuộc thi sắc đẹp. Tâu phụ vương và mẫu hậu, nàng Út quả là đẹp hơn như hằng ngã dáng thế. Nhan sắc này tiên nữ phải thua nhường, rất xứng đáng là vương phi nhất phẩm. Cẩm sẽ phán quyết đúng theo lời khánh tế, vợ Tam Hoàng là nhất phẩm vương phi. Tế đầu giáng ta giữa triều nghi, vương phụ và mẫu hoàng giáng vạn tuế. Cuộc thi tuyển đã an nơi chính vệ, đến lượt ta phân xử kẻ tối loạn. Nhất nhĩ hoàng vương phi sao dám thông đồng cùng công chúa sở ban, nhận tâm ký cam đoan giáo Tam Hoàng để nhận nửa giang sang sở quốc. Tâu phụ vương và mẫu hậu, chứng cứ nào buộc tội con phản loạn? Ai nhẫn tâm ích kỷ vu oan? Trời ơi, đã ba lần thua nhục nhã giữa cung hoàng, nay cũng bị mang tiếng giao Tam Hoàng cho giặc. Cầm đi, hãy xem đây chứng cứ. Trời ơi, chết rồi. Tất cả nghe ta phán đây, tội thứ nhất, thông đồng cùng công chúa sở xem như là phản quốc bất trung. Tội thứ hai, làm cam đoan ban em ruột mình để dẫn nửa giang sơn là bất nghĩa tình thâm. Tội thứ ba, tiến cử em ra trận để sở quốc giết đi là hành động bất nhân. Ba tội rõ thiệt hơn, truyền đạo võ đem cả bông lăng trì nơi tam pháp. Gia quan cầu xin lòng trời biến, thứ tha các anh sai lầm. Tình thâm cùng chung bên nhau bấy lâu, ai nỡ đâu lìa xa. Con chúa xót lòng khi màu hồng người anh phải đổ loạn. Tre tàu hòa xin hai xót thương mà than khói nàng, dùng thứ cho vương phi sanh tồn. Lòng trầm không than, cho trẻ sinh thai liều thân con cứu người. Chớ chung cho tròn thâm ân, trời ơi nghe bao lời nhân nghĩa xin tha tội, cảm thấy xót xa chán hòa tình quý không. Bởi lòng dạ tham lam không nhìn sâu hiểu rộng, mơ mộng chuyện lầm sai gây tai hại đến cho mình. Tội con trẻ bằng non luật nước khó dung tình, lại phụ vương và mẫu hậu cầu xin tha thứ, cha mẹ phải yêu phiền bất hiếu tử. Dầu phải chết nào đâu dám tâu than, Tam Hoàng hỡi đã muộn màng lời sám hối. Ích kỷ tham lam đạo lý phải suy đổi, mong em hãy thứ tha anh sẽ đền tội lỗi. Nhị của nơi nên bỏ qua tất cả, lại mẹ cha rộng lượng hãy thứ tha.
chuyện xảy ra không hư nước hải nhà, còn cứ giảng cho nhất gia hòa. Một tấm lòng nhân hậu nêu gương trong sáng, làm hổ thẹn thân quần khoa trong cung thăm gia đình. Xa mà sẽ đổi thay bền bỉ có nghĩa tình, câu nhân quả trả trái mình cảm lành, đức hạnh đã riêng dành cho kẻ có lòng. Tối nhục đã làm mình cần suy nghĩ thiệt hơn, nào oán hờn ai chỉ cầu mong sám hối. Lòng đại lượng mẹ cha tha thứ tội, hai em hãy thương tình xóa bỏ chuyện vừa qua. Cầu kinh bái vua cha trẻ trang hòa lễ, nông sông nghĩa thăm tình cùng quyết thông gia đình. Hoàng hậu hai thương con đau khổ buồn cùng, son nếu không tròn thăm mong nhĩ hoàng huynh ai chỉ biết lỗi mình, quyết thông gia đình lời trẻ kêu gào vọng thấu trời cao. Hôm giữ trên non ăn thịt con không nỡ, kim thượng mở lòng thương xin chớ gia đình. Lời thiên tử giữa cung đình nay đã quyết khi canh tể quần thần rõ chuyện lần sau. Chúng thần quỳ giữa lòng càng lành ngày nay. Đã có đủ mặt các quan tâu rồi, ta thư tha tội chết cho các ngươi. Đội ơn phụ hoàng, nhưng phải phạt đến hoàng lăng 3 tháng đốt hương cho tiên đi chuộc tội mình. Chúng con xin tuân lệnh. Riêng tam hoàng đầy đủ đức độ anh minh, ta giao ngôi bao giữa triều đình nhiếp chính. Phụ vương, cùng nàng Úc quyền binh cai trị giữ nhân hòa chung thủy cứu toàn dân. Hoàng hậu kề cận con khuyên bảo ân cần, để cho trẫm yên thân vào am tử. Cần khó canh kề bên, luyến thương thâm tình chi gieo thêm buồn đau. Nhìn cha đi nát tan lòng con, nơi thắm cung điêu tàn sâu, lệ rơi tình thâm đành chia. Nói theo đức ân cùng với em đồng lo trọn nước dân, chung sớ chia tinh thần đã biên cãi hối, sao giờ đây lý khánh còn những thứ